Bây giờ á, mình nghĩ là gần như ai cũng có trang bị cho mình một chiếc tai nghe, và phần lớn bây giờ chúng ta đều đã chuyển qua thời đại là tai nghe true wireless. Nhưng mà tai nghe true wireless này sẽ có một số lỗi thông dụng thường gặp mà mình thấy là gần như bất kỳ ai đã sử dụng dòng sản phẩm này cũng đều phải mắc phải. Thì ở đây hôm nay mình có cách chỉnh 3 lỗi thường gặp của tai nghe true wireless, và ok, bắt đầu thôi, mình sẽ chỉ các bạn ngay đây. Ok, cái lỗi đầu tiên mà mình nghĩ đây cũng là một trong những cái lỗi thông dụng nhất, thì thường là khi mà chúng ta kết nối tai nghe true wireless á, thường nó sẽ có một cái vấn đề là nó chỉ nghe được một bên, một là nghe được bên trái hoặc là chỉ nghe được bên phải. Thì cái lỗi này nó là do cái drive của nó bị hiểu nhầm cái việc là chúng ta chỉ kết nối với một bên tai nghe thôi, bên còn lại vẫn đang phát. Và cái này có hai cách xử lý. Cách xử lý đơn giản nhất, đầu tiên chúng ta sẽ vào phần Bluetooth. Đây các bạn có thể thấy mình đã kết nối sẵn rồi Bluetooth E2, nhưng đôi khi á nó sẽ bị kết nối lẫn sang một cái khác cũng tên y chang như thế này, nhưng mà phần hậu đuôi nó sẽ có một cái ship gạch, sau đó là left hoặc right, ship gạch L hoặc R, L hoặc R. Thì cái vấn đề của chúng ta lúc đấy cực kỳ đơn giản, chúng ta chỉ việc kết nối lại vào chiếc tai nghe chính, và cái phần tai nghe chính này thường nó sẽ không có phần hậu đuôi nha. Cái đấy là chúng ta phải để ý. Còn trường hợp thứ hai là nó đã thật sự bị lỗi không thể kết nối cả hai bên tai nghe, thì cái này chúng ta sẽ phải reset tai nghe. Thì tùy vào từng dòng tai nghe mà chúng ta sẽ có cách reset khác nhau. Hôm nay mình mang đến một trong những dòng tai nghe phải gọi là bị lỗi cực kỳ nhiều cái vấn đề này, đó là dòng Soundcore, Soundcore E2. Thì để reset con này và để nghe được như bình thường á, chúng ta sẽ phải làm các bước sau. Đầu tiên, gần như thực sự là cái này là gần như chiếc tai nghe nào cũng như vậy, chỉ có một vài loại tai nghe đặc biệt, ví dụ như Galaxy Buds, thì cái đó sẽ có cách reset sau. Con này á, để reset á, thì đầu tiên chúng ta sẽ quan sát, thường thì nó sẽ có một cái nút nguồn hoặc là một cái nút để reset, một là ở đây, hai là ở đây, và hoặc là ở một chỗ cái vị trí bên cạnh này, chúng ta sẽ có thêm một cái nút đó. Chúng ta sẽ mở chiếc tai nghe của chúng ta ra, lắp cái tai nghe bên phải trước, tại vì gần như tất cả các dòng tai nghe đều là tai nghe bên phải là tai nghe chính. Thì chúng ta sẽ dí vào cái nút ở đây, chúng ta sẽ dí. Thì tùy vào loại tai nghe mà nó sẽ có các cái tín hiệu báo khác nhau. Ví dụ tai nghe của mình thì khi mà mình dí đủ lâu á, nó sẽ reset và nó sẽ hiện đèn báo đỏ. Đó, khi nào mà nó hiện được đèn báo đỏ thế này này. Đâu, mình phải dí lại cho mọi người coi. Chờ chút. Đó, mình sẽ phải dí đến khi nào mà cái đèn báo đỏ nó nháy lên. Chờ chút. Đó, 1 2 3. Đó, khi mà nó nháy được 3 cái thì tất cả nó đã reset xong. Sau đó chúng ta sẽ bỏ chiếc tai nghe còn lại vào đây. Đó, chúng ta sẽ bỏ chiếc tai nghe còn lại vào và chúng ta reset, bấm thêm một lần nữa. Nhớ bấm cái nút ở dưới nha. Đó, như kiểu mình đang dí ở dưới này, mình không thể xô ngược lên được tại vì nó sẽ rớt ra. Đó, mình sẽ dí. Khi mà chúng ta dí đủ lâu á, đó, chúng ta sẽ thấy hai chiếc tai nghe sẽ bắt đầu nháy, và chiếc tai nghe thường thường chiếc tai nghe chính sẽ nháy nhanh hơn hoặc chậm hơn chiếc tai nghe còn lại. Thì khi mà nó đã báo đèn thông báo, ví dụ như ở đây là đèn đỏ, các cái tai nghe khác có thể đèn xanh hoặc đèn trắng gì đó, nó nháy, tức là chúng ta đã reset thành công và chúng ta lại có thể kết nối và nghe như bình thường. Nếu như mà ai đã reset mà vẫn thấy có hiện tượng chưa được á, thì cứ thử reset lại một lần nữa, tại vì nhiều khi chúng ta reset lỗi. Đó là cái cách đầu tiên với các lỗi mà chúng ta thường gặp trên tai nghe. Ok, cái lỗi thứ hai á mà chúng ta thường mắc phải, đó là khi mà chúng ta sử dụng chiếc những dòng tai nghe như kiểu Galaxy Buds này, hoặc là một vài dòng tai nghe mà nó không có tính năng kết nối nhiều chiếc điện thoại một lúc, thì nó sẽ có một cái vấn đề là khi mà chúng ta, ví dụ như mình đi, mình đang sử dụng cái tai nghe Galaxy Buds Plus để kết nối với cái điện thoại của mình, mà mình tắt Bluetooth đi, sau đó mình muốn kết nối với cái thiết bị bên này, nhưng mình bật cái thiết bị bên này lên và mình bật chiếc tai nghe lên lại không thể nào dò ra. Thì cái vấn đề ở đây là khi mà chúng ta không quên những cái thiết bị này á, đôi khi cái driver của những con này á, nó sẽ bị lỗi và nó sẽ không cho chúng ta kết nối với thiết bị khác, tại vì nó mặc định là chúng ta đã kết nối với thiết bị này rồi. Thì mình, cái vấn đề ở đây là chúng ta phải bật thiết bị này lên, sau đó kết nối với cái Galaxy Buds, và sau khi kết nối xong, chúng ta phải lấy cái điện thoại gốc nha, bắt buộc là phải lấy điện thoại gốc nha. Sau đó chúng ta quên thiết bị đi, bỏ kết nối. Sau khi chúng ta đã bỏ ghép đôi á, thì chúng ta sẽ kết nối lại với thiết bị bên này là sẽ kết nối được, chứ nó không còn không tìm được nữa. Đó là cách xử lý thứ hai. Ok, cái lỗi thứ ba á, là chiếc tai nghe của chúng ta nghe bị chập chờn, hoặc là nghe không rõ, hoặc là chúng ta có cảm giác là nó bị ngắt quãng giữa các quãng âm thanh á. Thì cái vấn đề đấy sẽ xảy ra có 3 nguyên nhân chính. Một là chiếc tai nghe của chúng ta hết pin. Hai là cái khu vực chúng ta sử dụng có quá nhiều sóng Bluetooth, nó khiến cho cái sóng nó bị rối loạn, và điều đó khiến cho cái tai nghe bị truyền âm, nó bị ngắt quãng ấy. Còn cái thứ ba
có lẽ có thể là do các bạn đã kết nối quá nhiều thiết bị Bluetooth, các bạn có thể nhìn thấy cái danh sách mình đã kết nối Bluetooth này đó. Khi mà chúng ta kết nối quá nhiều như thế này thì đôi khi những cái bộ nhớ trong máy á, hoặc là các cái sao lưu ở trong máy, và đôi khi á, nó sẽ khiến cho các cái tai nghe này nó bị xung đột và nó khiến cho các tai nghe nghe không thể trơn tru được nữa, thì chúng ta hãy quên bớt đi và chúng ta sẽ không bị vấp tai nghe nữa, và đó là cách xử lý thứ ba. Ok, ngoài ra với dòng Galaxy Buds ấy, chúng ta còn có một cách xử lý khác khi mà chúng ta không thể kết nối với các thiết bị, đó chính là chúng ta lên trên CH Play hoặc là App Store, chúng ta xài cái nào thì chúng ta xài hệ điều hành nào thì chúng ta lên đấy tải, chúng ta tải một app gọi là Galaxy Wearable. Sau khi tải xong cái app á, chúng ta login vô cái app, chúng ta sẽ bắt đầu này, đó chúng ta sẽ tìm cái dòng Galaxy Buds của chúng ta, thì ở đây mình xài cái Galaxy Buds cộng. Đó, mình kết nối với nó và mình phải xài cái máy mà chúng ta đã kết nối ban đầu nha. Thì sau khi kết nối xong á, đó, chờ chút chúng ta sẽ kết nối, chạy này. Nè, đó. Thì chúng ta tìm cái thiết bị của chúng ta và chúng ta kết nối. Đó, chúng ta ghép nối đúng không? Chúng ta đã có được cái thiết bị của chúng ta rồi. Thì để kết nối với những thiết bị khác á, thì chúng ta phải hoàn toàn quên nó luôn. Đó, chúng ta sẽ phải vào phần cài đặt chung, sau đó chúng ta bấm chữ đặt lại để nó reset toàn bộ cái cài đặt của chúng ta ban đầu, và sau khi chúng ta reset xong chúng ta có thể kết nối với bất kỳ thiết bị mới nào. Đó, đặt lại và xong, thế là chúng ta có thể kết nối với các thiết bị khác. Ok, và đó là cách sửa ba lỗi thường gặp trên tai nghe True Wireless. Thì nếu như các bạn có bất kỳ lỗi nào hay là bất kỳ câu hỏi nào về tai nghe hoặc là về âm thanh thì cứ comment bên dưới, mình sẽ cố gắng làm video giải đáp cho các bạn. Và cảm ơn, nhớ like, share và subscribe cho kênh Thế Giới Phụ Kiện. Ok. Bye.